Hello, xin chào bạn, mình là Thế Phương VPK và hôm nay thì mình sẽ đến với một cái vlog khá là hay ho. Đó là mình sẽ setup để thu lại cái tiếng chiêng trong mình làm trong sản phẩm sắp tới nha. Hello tất cả mọi người, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ quay. Đây là gì ạ? Vâng, đây chính là chiếc chiêng của dân tộc Mường. Và đây là gì ạ? Đây là chiếc dùi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay câu đầu tiên của bài đập nàng khọt. Rẻ đấy. Vâng ạ, xin thưa quý vị, cái này nó hơi rẻ, tôi sẽ lấy cái khác. Vâng, đây là một chiếc chiêng khác của dân tộc Mường. Nghe, mọi người sẽ cùng lắng nghe xem đây là đốt gì nhá. Gõ thẳng vào đầu. Đây là nốt lá. La mi re do. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VPK. Sản xuất gì mà đi thương này. Anh Phương sẽ kiếm luôn phần đánh chiêng mọi người ạ. Bom, mà trẻ con nó thích cái bom ạ. Quăng ta cái bồn, quăng ta cái bồn, ta cùng chơi dọn dọn. Chào quý vị. Ôm, đây là ôm, bọn mình đang ôm, mọi người ơi, đang ôm. Người trưởng thành sẽ không rêu rao như thế. Em không trưởng thành, em luôn luôn, cái gì, em luôn luôn nhỏ bé trong khi ở bên anh. À, em không sẽ không bao giờ trưởng. Người, nếu như bạn tìm được người đàn ông của bạn thì bạn không cần phải trưởng thành. Thôi đừng có một điều đi. Anh ở đấy còn gì. Bye bye. Mệt phết anh em ạ. Xong rồi. Rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình và Hà Miêu trong thời gian tới nha. Có sắp tới, sản phẩm sắp tới sẽ có khá là điều hay ho đấy. Dân ca của một dân tộc của miền Bắc, rồi những cái nhạc cụ rất là hay ho của dân tộc đó. Các bạn cùng nói chơi nhé.